Xuân Hùng xin chào các bác nhé. Vừa về một chiếc La Lốt đấy, giá chỉ vài chục thôi. Hôm nọ thì rất nhiều các bác hỏi cái xe hỏng xe vài chục thì bác làm ưng chiếc xe này thì có thể là alo em nhé. Đây là một chiếc xe La Lốt đời 2003, xe tư nhân biển Hà Nội và mẫu này không chạy dịch vụ taxi. Nội thất khá đẹp bác nhé, nội thất khá đẹp. Nó có la răng đúc này, đấy la răng đúc lốp đẹp rồi. Nội thất của nó khá là tươi nhá. Đây các bác này, đây ạ, nội thất rất là tươi luôn. Và vô lăng thì được thay một cái bộ vô lăng mới rồi. Các bác nhìn vô lăng nội thất này, quá chất luôn luôn ạ. Nội thất của này cực kỳ ngon luôn, xe không dịch vụ taxi nhá. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác test trên đường trường một chút nhá. Ok luôn ạ. Vâng, đây là một chiếc xe chỉ có vài chục triệu thôi các bác ơi. Đấy, em vừa lấy một chiếc La Lốt nhá. La Lốt đời 2003, phiên bản số sàn. Và chiếc này thì xe tư nhân và chạy khá đẹp, có vô lăng rất đẹp luôn đấy các bác ơi. Nhá, xe này kính chỉ điện nguyên bản này, trợ lực nguyên bản này. Đấy, cũng như có màn hình cam lùi đủ hết rồi. Nói chung nội thất như này là khá đẹp, khá chất. Và chạy thì tầm lít vút lên gọi là vút lên 1 lít cũng dễ rồi, không gì khó cả nhá. Nội thất khá sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đây em vừa mới về các bác nhá. Và chiếc này chỉ có tầm em bán chỉ vài chục triệu thôi. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này có thể alo cho em nhá. Đấy, đi đây thì đèn đỏ rồi. Qua đèn đỏ thì em sẽ test cho bác lên con này, test 100 km đi đơn giản luôn. Đây các bác thằng nhìn xe này, xe đã khá sạch sẽ đẹp đẽ. Đây, nội thất đây, quá chất luôn. Đúng không ạ? Cổ số này, đây, tất cả những cái đồ nó còn đẹp sạch như thế này cơ mà. Vô lăng đây ạ, vô lăng đẹp luôn nhá. Ok đây này, bắt đầu đi. Bác ở sang qua đây em test cho bác lên tầm 100 km luôn. La Lốt thôi nhưng mà đóng cực kỳ lên mạnh nhá các bác nhá. Đây ạ, em sẽ đóng cho bác lên 100 km luôn. Đây là 60 rồi, đúng không ạ? Còn lên 100 bình thường luôn nhá các bác nhá. Bởi vì nó là chiếc xe, nó máy nó khá là êm, ngon lành. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc xe tầm vài chục triệu chạy lanh quanh thì chiếc này khá hợp lý cho các bác này. Đấy các bác nhá, lên 1 lít rồi nhá. Đấy, được chưa? Đóng lên 1 lít luôn. Đây được đây các bác này. Nào như tên. Ok các bác nhá, bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này thì có thể alo cho em ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác.